23. 23 hả? 23. Ở đây là Lucky Box hả? Có 23 không? Có. Mà nó chọn gì vậy? Nó chưa có vô. À, ít nhất là 50 hay sao? 10.000 được không? Không hiểu. 100 hay là sao? Nó không thèm nhận tiền luôn. Ủa rồi sao ta? À bấm số đây nè. Purchase commodity. Vậy cái đó hết rồi hả? Vậy em chọn thử số khác coi. Cũng còn 50 ngàn nè. Still need 50 nữa. Đúng không? Tại ông chọn này hai lần. À chọn hai lần á. Nè nó ghi là 100 nè. Đâu chọn hai lần đâu. Chọn. À vậy chọn cái này đi. À bỏ này đi. Rồi. À. Ok, hơi hết hồn. Đó, ông lượm đi. Đâu rồi, mở đi, mở đi. Ủa này là có may mắn mới có quà hả? Cái súng hay cái gì vậy? Cái gì vậy ông nội? Đã nhìn ghê quá vậy. Này là... cái này là cái gì vậy? Con nói gì vậy? Không biết gì luôn. Gì? Cái gì vậy? Cái máy cắt mũi hả? Cắt lông mũi hả? Trời ơi. Đó, máy đó mua ở ngoài được 50 vậy. Đúng rồi. Đó. Đó quá nặng luôn. À vậy tôi mở đi. Rồi. Quay tôi đi. Có quay chưa? Rồi quay rồi. Mua nước hoa thiệt không ơi? Dạ. Yeah. Nước hoa hả? Cái này nó dẻo quá. Đúng rồi. Thịt được luôn đây. Ôm vậy? Ủa được không? Được không? Được không? Ừ. Thơm quá trời luôn á. Ê được ha. Ừ. Ờ, ba may mắn á. Đúng đúng không? Cái máy này người ta chơi gần hết luôn rồi á. Kìa, tại vì nó nhỏ ở dưới à. Đấy, bà kia cái rầm đó. Nó hơi nặng nặng. Rồi mở đây. Ủa cái gì? Ê sao có cái gì ghế vậy? Mở lại coi. Phụ nữ. Cái gì có phụ nữ không nội? Phụ nữ. Ở đây nhiều đồ lạ quá ha. Trời sao gì cái màu gì lạ vậy? Cái gì vậy? Beauty skin, selfie ring light. Đúng rồi, cái đèn, cái đèn, cái đèn. Cái đèn mà bỏ vô mà để cho chụp hình cho nó sáng sáng á, selfie. Trời ơi, nè. Được mấy món? 3 món. Cái này nhìn như sex toy vậy. À. Sớt sớt.
Đây đây cô ông nè. Cắt lông mũi. Được mấy món?